Trên làng này làm sự vào để mình tự vào được rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đừng khuyên tránh tụi bạn rồi. Đi trong đậm dưới khốm rồi là gì đấy. Đạt lên khoanh đi. Chứ lắm. Nhưng mà ốc trong cái túi là chứ. Cho nên là gì? Mở cái gì rồi chặt vào đây.